Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một video về việc kết thúc event Halloween năm 2023. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng lại cái nhân vật chính của mình, Tam Raugret. Lâu lắm rồi thì chưa cho em nó lưu sóng lại. Đấy, anh em thấy không? Hôm nay mình sẽ diện một set 1500 hàng Shopee. Đấy anh em ạ, set 1500 hàng Shopee. Anh em đoán được set gì không anh em? Đây chính là set rồng xanh hay còn gọi là Dark Phoenix đấy nhé. Đạt phân tích anh em ạ, có 15. Thì kết thúc event Halloween năm nay, mình đã tích được là 101 bốc Halloween nha anh em. Từ việc đi săn boss cũng như là đi farm cật lực, mình cũng đã tích được 101 bốc. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em mở hết cái đống bốc này để xem có món gì có thể sử dụng được hay không. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì để mở được bốc Halloween thì mình sẽ chải nẻ nó ra đấy anh em ạ. Mình thích chải nẻ nó ra hơn để cho nó tràn đầy cái hầm đồ của mình nhé. Chúng ta mở cảm thấy ok hơn rất là nhiều. Anh em để mình xíu nha, mình sẽ mở rất là nhanh cái đoạn này thôi. Mình sẽ mở full hòm đồ đầu tiên. Rồi, bây giờ dư một cục rồi anh em, thôi không sao. Rồi, để xem chúng ta sẽ được cái món gì đây. Bốc đầu tiên. Ôi, 5 đá nâng cấp Antifact này anh em. Tiếp 1 xích 2. Tiếp nào anh em, 1 xích 2 tiếp. Trời ơi, xuống thế nhờ. 15 ghét, trời ơi. Ui, 3 secund để nâng để chế tạo ngựa ma nhé, cũng cười. Đây, 5 đá. Quan thua rồi anh em ạ. Mở ở dưới đi. 5 đá. Trời, 10 BL anh em ạ. 10 BL 100. 5 đá. Vì bên này giống kiểu mình làm cho cỏ anh em. Khá là khó ăn event này. Theo mình được biết thì đã có người mở ra đi phát 7 rồi nha mọi người. Nên tỷ lệ mà mình mở ra đi phát 7 tiếp thì rất là khó. Rồi, chính cục coi như là được một con hừa ma nha mọi người. Trời ơi. Tiếp nào. 20 TV. Trời ơi, nắm. Thôi mình để vậy luôn nha anh em. Có mà sao? Tam đá nâng cấp. Oxit 2. Tam đá nâng cấp. Tam đá nâng cấp. 20 TV. 20 TV. 10 mảnh chế tạo. Oxit 2 tiếp. 25. Oxit 2. Cứt rồi anh em ạ. Trời ơi, cái gì đây? Còn là hàng gì không vậy? Mở lên tiếng nhạc. Mở tiếng nhạc sổ số cho nó hết nào. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đổi map thôi anh em. Đổi map nó ra anh em. Ba spoon. Một mít. Trời ơi, đã nâng cấp ăn phát nhiều thế. 23 van này. Mình sẽ đi bán tiếp. 2. 10 đã nâng cấp. Ít 2. Ít 20. Ít 3 secund.
Trời ơi. Trời ơi. Ác YouTuber đấy, biệt mình phong ấn rồi anh em ạ. Biệt mình phong ấn mất rồi. Trời ơi. 20 10 ơi, toàn là mít cái gì không vậy? 2 20 của Ivan. Trời ơi, không ra được cái à. Rồi, gặp lại đi nha. Không ra được quả gì nha, mà quả cái đồ socket, cái đồ excellent tay hoặc là chân của cái set up Apple á, set Apple anh em. Rồi mình để lại mở nha anh em. Mít này, âm đạo nâng cấp này, 15 này, 15 này, 15 này, 2 này. Cả nhà 100 viên này không ra được một cái tay. Tay 3 ốm. Ui dữ vậy. Xong rồi anh em ạ. Không khả quan anh em ạ. Nụ cười chợt tắt. Thôi nhưng mà kệ anh em ạ, có event này cho chúng ta farm được ít đô thì chúng ta có thể nâng cấp vật phẩm chúng ta lên được khá là ngon rồi. Rồi, cái cuối cùng. Ôi, 101 tỷ lệ 0.1, 1% cũng không ra được cái tay. Bao hộp nha anh em. Rồi, tổng thiệt lại để mình xem bao nhiêu đây. Bao nhiêu viên? 2 nào. À, chúng ta được 17 viên xích 2 nhé. Mix thì chúng ta có 4 này, 8 này, 9 viên mix. Có 90 3 đứa artifact. Có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 300 Revan. Và có thêm được 200 Halloween, 200 Harmony. Và thêm được 27 mảnh Scoop. Đấy, các bạn máy scoop thì dùng để chúng ta chỉ tạo ngựa ma nhé. Đây là tổng tất cả những gì mà chúng ta có ở khi chúng ta mở 101 bốc. Đây mình mở nốt 20 mấy bốc pumpkin. Mở pumpkin này vẫn có tỷ lệ ra bốc Halloween nhưng mà khá là thấp nha bạn. Ra toàn những thứ to láo không ạ, ngọc là chủ yếu. Ok rồi, thế đây là video của mình về việc mở event Halloween năm 2023. Đây cũng là một cái video để mình lưu lại sau này làm cái video tư liệu cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.